Không, 30 cm nha. À. Giới hạn đo 30 cm. 30 trừ 0, chốt. 30 Giới hạn đo 30 cm. cm, chốt. Câu A, người ta hỏi giới hạn đo nha. 30 mét, 30 decimet. Rồi câu C, 30 km. Câu D, 3 decimet. Chọn giới hạn đo nha, đang nói giới hạn đo, chọn đáp án nào? 30 cm. 30 cm đâu? Đáp án đâu có thằng nào 30 cm đâu mà chọn. Mày cứ mãi trình này, mãi trình chỉ này thôi. Chọn câu nào? Mày gài con. A B C D. Đâu để con coi coi. A là cái gì? Loại theo con cho nên chọn D đó rồi. Đó, nó có tài mới còn biết chọn nữa. Loại theo con sẽ chọn E. Có E rồi chọn. B. Cần gì? Tại sao chọn B? Trời ơi, giới hạn đo của mình bao nhiêu? 30 cm. Thì bây giờ đổi đổi qua qua decimet. Từ cm đổi qua sang decimet chia cho mấy? Chia cho 10. Là ba. Quên kiến thức cấp 1 hả? Có kịp không? Khi nói lại không biết giỏi đâu. Không nghĩ đến chuyện này. Trời ơi, đã toán học là tư duy của toán học chứ đừng có học. Người ta cho 30 cm bạn kiếm 30 là không có đúng, bạn phải kiếm